bơ mọi người, nó sáng hơn nè, mềm hơn nè, da bị lão hóa, cái này chống lão hóa cực kỳ tốt luôn. Đặt mọi người ha, cái chất kem của nó siêu đặc luôn, đặc hơn nhiều đó. Đây ha, Shea Butter và Peptide Rich Cream à, cái loại này là chắc là loại kem đặc đó mọi người ha, kem mà dạng đặc luôn á. Thì cái này trời, online nó ra rất là nhiều loại khác nhau luôn á. Ra rất là nhiều loại, bởi vậy chị em mình á nhiều khi bị rối không biết là nên dùng loại nào à, cứ hay nhắn tin hỏi Hằng em ơi bây giờ chị nên dùng loại nào đây, nhiều quá làm sao chị biết là da mặt của chị hợp thế nào. Thì bây giờ hả, các chị muốn biết coi da mặt mình hợp thế nào thì nhớ follow kênh kênh fanpage của H Store US cũng như là kênh YouTube H Store US. Mọi người có thể lên mạng, lên YouTube search ra cái đường link đó rồi mình bấm đăng ký mình xem ha. Hằng sẽ review rất là chi tiết, rất là tận tình và trả lời tất cả những cái comment của mọi người luôn. Thì cái kem dưỡng da mà Shea Butter Peptide này á, nó chủ yếu là nó Shea Butter có nghĩa là hạt bơ mọi người. Dầu hạt mỡ à, nếu mà nói đúng hơn là cái từ gọi là dầu hạt mỡ. Thì cái dầu hạt mỡ mọi người có thể lên Google mình search công dụng của nó là cái gì. Chủ yếu á, trong cái dầu hạt mỡ này nó làm cho da của mình hả, nó sáng hơn nè, mềm hơn nè, trong này có ghi ha. Da của mình kiểu như là da bị lão hóa, cái này chống lão hóa cực kỳ tốt luôn. Da của ai mà ví như là trên 40 tuổi là bắt đầu là gọi như là nó bị chảy xệ nè mọi người, nếp nhăn khá là nhiều nè, vết chân chim nhiều nè, thì đó là tại vì mình thiếu gọi là độ ẩm của da nè, thiếu collagen nè, thì mình có thể sử dụng cái kem này cực kỳ tốt ha mọi người ha. Cái chất kem của nó Hằng nghĩ chắc là cái chất kem của nó sẽ khá là đặc á, sẽ mở ra thử cho mọi người xem thử cái chất kem nó như thế nào nha. Đây có một cái hũ mở sẵn nè mọi người. Đây, đây là cái hũ của nó ha. Đây là cái hũ của nó đây. Shea butter, bơ, kem dạng như là bơ hạt mỡ gì đó. Cái này không có mùi ha. Rồi, không có mùi. Loại kem nó như thế nào? Đúng luôn á. Đúng đúng luôn như như mình phỏng đoán luôn á mọi người. Cái chất kem của nó rất là đặc mọi người ha. Cái chất kem của nó siêu đặc luôn, đặc hơn nhiều so với những cái loại kem khác của online. Nhưng mà mọi người đừng có lo đặc quá mà mới kiểu như là đặc quá mà nó không có ấy. Thì Hằng sẽ test thử coi là Hằng bôi lên da thử xem là nó có tiệt vào cái da của mình nhanh hay không ha. Đó. Đây ha. Cái chất kem của nó đặc, tại vì nó đặc như vậy á, nó làm cho da của mình á nó mới mềm mịn được đối với những cái làn da khô và nó bị lão hóa nặng á, lão hóa nhiều quá rồi á, thì nó phải mướt như vậy để cái da của mình nó hút cái độ ẩm vô đó. Đây mọi người ha, nó thẩm thấu hết vô cái da rồi, nó thẩm thấu hết vô trong da rồi và nó để lại một cái lớp rất là mềm mịn ở trên da luôn. Nó không có hề, nó không có giống như là những cái loại kem dưỡng khác, ví như là nó mình bôi lên xíu đến hồi á là nó bết cục lại, hoặc là nó nhờn nó rít, hoặc là mình bôi lên xíu là sao tự nhiên nó thấm nhanh quá đi, nó không có để lại một cái lớp gì gọi là nó mềm mềm ở trên da của mình mà nó khô ngay lập tức á, thì cái này không có mọi người ha. Cái lớp kem của nó vẫn còn còn đó nhưng mà nó vẫn mềm. Ồ cái này mềm lắm luôn á mọi người. Nè nó không hề gọi là nó không hề bị bóng luôn á. Nó không hề bóng luôn á, bôi lên da là nó thẩm thấu vô da nha, nó không hề để lại nhờn, bóng nè, dầu nè. Trời ơi, cái này dạ xài ok nha mọi người, ok đó. Đối với những cái loại da nào mà mình muốn dưỡng da chống lão hóa, da khô, da xỉn màu, trời em khuyên là nên dùng cái loại này luôn á. Xài sướng lắm nha mọi người, sướng hơn nhiều. Nếu mà theo đánh giá khách quan của em nha, cái này nó sướng hơn nhiều so với cái này. Đúng rồi, tại vì cái này nó chuyên về bơ hạt mỡ mà. Đó. Ok nha mọi người. Ok nha. Chịu cái này nha. Đó. Đây, dùng được cho cả sáng và tối luôn mọi người ha, cả sáng và tối luôn. Trời.
Tha xong sướng ghê mọi người. Tha xong tay mềm ơi là mềm luôn á. Đã đó, nên dùng cái em này nha. Mọi người tìm hiểu đi, nếu mà đã dùng cái này rồi á, kiếm mua khó lắm nha mọi người. Kiếm cái sản phẩm này khó lắm nha, tại vì cái hàng này thực ra là cái hàng limited, cái hàng mà khó kiếm, thỉnh thoảng thì mới hàng mới về thôi, chứ không thể nào mà về liên tục cái sản phẩm này được, khó kiếm lắm. Ở bên đó chắc là nó chuộng cái này khá là nhiều sao á, đặt mua trơn rồi, muốn tiện loại này cũng hơi khó đó. Nên mà nếu mà chị em nào mà đã dùng cái này mà đã ghiền rồi thì mỗi lần mua cố gắng mua nhiều nhiều để dành nha, chứ ra không phải lúc nào cũng có đâu nha mọi người.